Xin chào cả nhà. Hôm nay bếp nhà của bếp sẽ chia sẻ đến với các bạn cách làm cánh gà chiên giòn và cách làm tương ớt rất là ngon. Món này mình làm cho ngày chủ nhật siêu khấp. Vì đội nhà là màu xanh nên bếp sẽ làm tương ớt màu xanh ăn với cánh gà, nhưng bảo đảm sẽ ngon tuyệt vời. Các bạn có thể tìm thấy tất cả nguyên liệu và số lượng mình đã viết xuống trong phần ghi chú. Nếu xem bằng máy tính thì bấm vào chữ show more, còn xem bằng điện thoại thì bấm vào cái mũi tên nhỏ nằm ngay góc phải phía dưới của video. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu. Đây là 2 pound, gần 1 kg cánh gà. Mình sẽ cần 2 lòng trắng trứng gà, nửa củ hành tây khoảng 150 g và 80 g bột năng. Cắt hành ra làm tám và cho vào máy xay. Xay nhỏ rồi cho gia vị vào. Cho vào 1 muỗng canh đường, 2 muỗng cà phê muối và nửa muỗng cà phê tiêu. Hai lòng trắng trứng. Và xay cho đều. Bây giờ đổ hỗn hợp vào tô cánh gà và từ từ cho bột năng vào trộn đều. Trộn đều hết bột năng thì đậy lại, cho cánh gà vào tủ lạnh ướp qua đêm. Khoảng 1 tiếng trước khi nướng, các bạn lấy cánh gà ra khỏi tủ lạnh cho đỡ lạnh. Trộn đều cánh gà lên. Rồi để sang một bên. Cho vào thau 80 g bột mì đa dụng. 33 g bột năng, nếu không có bột năng thì các bạn có thể thay bằng bột bắp. Trộn đều bột. Cho vài cái cánh gà vào. Tẩm đều bột và lắc mạnh cho rơi hết bột dư. Xếp cánh gà vào khay và cho cánh gà nghỉ 30 phút trước khi nướng. Trong lúc đó thì mình sẽ làm tương ớt. Ở đây mình có là 100 g hành tây, 3 trái ớt serrano khoảng 55 g, 15 g tỏi và 10 lá rau bạc hà và một số ít rau cải bó xôi cho tăng màu đẹp. Tỏi đập dập và bóc bỏ vỏ, băm sơ. Hành tây cắt hạt lựu. Ớt thái khoanh.
Và rau bạc hà thì lạc bỏ cọng. Cho vào nồi nóng là 3 muỗng canh dầu ô liu. Cho tỏi, hành vào xào. Xào hành tỏi khoảng 3 phút, cho hành tỏi thơm và mềm. Sau đó cho ớt vào. Xào 2 phút cho ớt mềm nhưng vẫn còn màu xanh. Bây giờ ớt đã mềm và màu cũng vẫn còn đẹp. Các bạn tắt bếp đi. Và cho tất cả vào máy xay. Cho rau bạc hà, cho rau bó xôi, cho vào 2 muỗng canh dầu ô liu, 2 muỗng canh siro agave, một loại nước đường từ xương rồng. Nếu không có thì các bạn thay bằng mật ong. 1 muỗng canh giấm, 2 muỗng canh nước lọc và cuối cùng là 1 muỗng cà phê muối. Đậy lại và xay tất cả cho thật nhuyễn. Như vậy là xong, các bạn sẽ có tương ớt xanh, độ cay ngọt chua mặn đầy đủ và có vị mùi bạc hà rất là thơm ngon. Bây giờ thì mình sẽ đi nướng cánh gà. Cho cánh gà vào lò nướng, đặt vỉ ở tầng thấp thứ hai. Nhiệt độ lò là broil, có nghĩa là nướng lửa trên. Và nhớ là lò phải được làm nóng trước. Thời gian nướng là 15 phút. Sau 15 phút thì mình sẽ mang đi chiên. Nhưng các bạn vẫn có thể tiếp tục nướng bằng lò bằng cách là chở cánh gà sang mặt kia và chỉnh nhiệt độ lò xuống 475 độ F. Nướng cánh gà từ 20 đến 25 phút hay đến khi gà vàng giòn là được. Còn nếu như chiên như mình thì khi chiên 5 phút đầu dầu không được nóng quá nên để lửa trung bình. Sau 5 phút thì tăng lửa lên cao hơn và chiên từ 6 đến 7 phút cho cánh gà được vàng đều. Vớt cánh gà ra cho lên khay có lót giấy thấm dầu và tiếp tục chiên cho đến hết.
Cánh gà vàng giòn thơm ngon đậm đà. Số lượng này dùng cho món khai vị cho 4 đến 5 người ăn. Nhưng mình bảo đảm là sẽ bán rất đắt hàng, nên các bạn nên làm dư ra một chút cho cả nhà đều vui. Cánh gà vàng giòn rất ngon nè. Mình để tương ớt và cánh gà riềng để cho ai ăn cay nhiều hay cay ít đều được. Cho vài miếng ớt lên để cho mọi người biết tương ớt này rất là cay. Cánh gà giòn ơi là giòn. Tương ớt cay thơm. Thịt chín mềm rất ngon. Ngon lắm các bạn ơi. Mình hy vọng các bạn làm thử công thức này cho cả nhà cùng thưởng thức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ chương trình của Beth. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mến chúc các bạn một ngày hạnh phúc và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau.